Ngày 19 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho hay đang lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Ninh đã đổi tên, ngụ tại huyện Bắc Bình, để điều tra làm rõ việc ông này trình báo bị bắt cóc tống tiền. Theo thông tin ban đầu, ông Ninh có giao dịch buôn bán đất với Phạm Thanh Liêm, cựu nhân viên phòng tài chính huyện Bắc Bình, đã bị cảnh sát bắt giam điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 14 tháng 11. Một nhóm người đã gọi điện yêu cầu ông Ninh đến khu biệt thự tại Mũi Né để trao đổi vấn đề liên quan đến Liêm. Khi ông Ninh đến, nhóm người này tịch thu điện thoại, đánh đập buộc ông Ninh phải viết giấy nợ 40 tỷ đồng vì cho rằng đại gia này cùng Liêm lừa đảo. Gia đình ông Ninh đã chuyển khoảng 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của nhóm người này. Sau đó họ đưa ông Ninh vào huyện Trảng Bom, Đồng Nai vào tối cùng ngày và đe dọa không được trình báo công an. Ông Ninh được gia đình đưa đi cấp cứu, sau đó đại gia này xin vào tạm trú tại trụ sở công an. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định việc giao dịch giữa ông Ninh và Phạm Thành Liêm là đúng pháp luật. Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra xác minh vụ việc.